quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Nguy cơ cuộc xung đột Israel-Hamas lan rộng, gia tăng đáng kể sau khi Mỹ và Anh tấn công trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen. Hãng tin AP dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy Trung Đông của lực lượng không quân Mỹ hôm 11 tháng 1 rằng hơn 60 mục tiêu tại 16 địa điểm ở Yemen đã trúng đòn tấn công, bao gồm các điểm chỉ huy và kiểm soát, kho đạn dược, hệ thống phóng tên lửa, cơ sở sản xuất và hệ thống radar phòng không. Nhấn mạnh cuộc tấn công diễn ra sau những nỗ lực đàm phán ngoại giao và cân nhắc kỹ lưỡng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ không ngần ngại có những biện pháp tiếp theo để bảo vệ người dân và thương mại quốc tế. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng khả năng đe dọa hoạt động vận tải hàng hải của lực lượng Houthi đã bị giáng đòn mạnh. Trong khi đó, Iran, quốc gia hậu thuẫn Houthi, lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công thì người phát ngôn của lực lượng này tuyên bố tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu hướng đến Israel. Gay gắt hơn, quan chức cấp cao của Houthi là ông Ali Al-Qahum khẳng định sẽ trả đũa lớn hơn mức tưởng tượng của Mỹ và Anh. Bày tỏ sự ủng hộ với Mỹ và Anh, chính phủ các nước Úc, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand và Hàn Quốc tuyên bố dù mục đích là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ, nhưng họ sẽ không do dự bảo vệ người dân và tuyến hàng hải thương mại quan trọng này. Không đứng ngoài cuộc, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp để thảo luận về các cuộc tấn công quân sự. Cuộc tấn công quân sự phối hợp giữa Mỹ và đồng minh diễn ra chỉ một tuần sau khi Nhà Trắng và các đối tác đưa ra tối hậu thư yêu cầu Houthi ngừng tấn công trên Biển Đỏ. Ông Andrew Crick, chuyên gia tại Trường Đại học King London, lo ngại xung đột leo thang, đồng thời cảnh báo về nguy cơ Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng bị lôi kéo vào cuộc đối đầu. Theo CNBC, giá dầu đã tăng lên ngay sau tuyên bố của Mỹ và Anh về cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen. Giá dầu Brent giao tương lai trong ngày 12 tháng 1 có lúc tăng 2,25% lên 79,15 USD một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 2,4% lên 73,5 USD một thùng. Theo công ty S&P Global Market Intelligence Mỹ, việc các tàu container phải chuyển hướng từ kênh đảo Suez sang con đường dài hơn vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi đang có tác động lây lan toàn cầu. Thương mại giữa châu Á và châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nhất. Giá cước cho một container 40 feet hơn 12 mét đi từ Bắc Á sang châu Âu đã tăng hơn 600% lên 6.000 USD kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái. Chi phí vận chuyển từ châu Á sang châu Mỹ cũng bị tác động đáng kể với giá cước từ Bắc Á đến bờ đông nước Mỹ tăng 137% lên mức 5.100 USD một container, trong khi từ Bắc Á đến bờ Tây nước Mỹ tăng 131% lên 3.700 USD một container trong cùng thời gian. Theo các nhà phân tích của ngân hàng JP Morgan, cuộc chiến chống lạm phát có thể bị đình trệ trong các tháng tới nếu cước vận chuyển đẩy giá hàng hóa lên cao hơn nữa. Điều này có thể làm tiêu tan kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Thay vào đó, nhiều khả năng phải đợi tới giữa năm 2024, theo JP Morgan. Tuy vậy, ông Chris Rodger, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chuỗi cung ứng của S&P Global Market Intelligence cho rằng giá tiêu dùng sẽ mất nhiều tháng để phản ứng với cước vận chuyển tăng. Lực lượng Houthi đã liên tục mở các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ trong 3 tháng liên tiếp ở khu vực Biển Đỏ. Tuy nhiên, Mỹ đã không đáp trả suốt một thời gian dài mà chỉ phòng thủ chống đỡ. Điều này thể hiện một cách tiếp cận khác biệt của Mỹ với Houthi so với những lực lượng khác ở Trung Đông. Tuy nhiên, mới đây, Mỹ đã quyết định đổi chiến thuật, không còn nhượng bộ nữa, mà đã có các cuộc phản công dữ dội, thể hiện sức mạnh của Mỹ. Mỹ đã lần đầu tiên tung máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và các loại vũ khí hạng nặng tấn công Houthi. Các quan chức Mỹ hôm 11 tháng 1 cho biết, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu liên quan đến phong trào Houthi ở Yemen. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào lực lượng được Iran hậu thuẫn kể từ khi nhóm này bắt đầu nhắm vào hoạt động vận tải quốc tế ở Biển Đỏ vào cuối năm ngoái. Một quan chức Houthi xác nhận các cáo buộc tấn công xảy ra trên khắp Yemen, bao gồm cả thủ đô Sana'a cùng với các thành phố Sada và Dahama. Các cuộc không kích này là một trong những minh chứng đáng chú ý nhất cho thấy cuộc xung đột Israel-Hamas đã lan rộng ở Trung Đông. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ các cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay, tàu và tàu ngầm. Hai quan chức khác cho biết Úc, Canada, Bahrain và Hà Lan đã hỗ trợ hoạt động này. Theo hãng tin Reuters, hơn 12 địa điểm bị nhắm mục tiêu và các cuộc tấn công không chỉ nhằm mục đích mang tính biểu tượng. Các nhân chứng nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích hôm 11 tháng 1 nhắm vào một căn cứ quân sự gần sân bay Sana'a, một địa điểm quân sự gần sân bay Taiz, một căn cứ hải quân của Houthi ở Hodeidah.
và các địa điểm quân sự ở tỉnh Haiza. Trước đó cùng ngày, lãnh đạo lực lượng Houthi nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào nhóm này sẽ đều bị đáp trả. Lực lượng Houthi từng tuyên bố sẽ tấn công các tàu có liên quan đến Israel hoặc đi đến các cảng của Israel. Tuy nhiên, nhiều tàu bị nhắm mục tiêu không có mối liên hệ nào với Israel. Cho đến nay, Houthi đã tấn công 27 con tàu, làm gián đoạn thương mại quốc tế trên tuyến đường biển huyết mạch giữa châu Âu và châu Á, vốn chiếm khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới. Quân đội Mỹ hôm 11 tháng 1 cho biết, lực lượng Houthi đã bắn một tên lửa đạn đạo chống hạm vào các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở vịnh Aden. Đây là cuộc tấn công thứ 27 của nhóm này kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023. Theo Guardian, các chuyên gia tin rằng Mỹ, Anh và các đồng minh phương Tây khác nhiều khả năng nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng và radar ven biển nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Houthi. Ông Siddharth Kaushal, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào từ trên không và trên biển sẽ phải đủ sức răn đe. Song nếu tấn công quá mạnh sẽ gây thương vong cho dân thường và làm dư luận ở Trung Đông phẫn nộ. Xung đột Mỹ-Houthi nổ ra trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn diễn biến căng thẳng và có thể xem đây là một hệ lụy của xung đột Israel-Hamas khi Houthi từng tuyên bố mục đích các cuộc tấn công của lực lượng này ở Biển Đỏ là để phản đối Israel. Rất nhiều quốc gia, kể cả Mỹ, trước đó đều lo ngại về một nguy cơ lan rộng xung đột Israel-Hamas ra cả Trung Đông. Mỹ đã cố gắng hạn chế xung đột với Houthi vì lo ngại này, tuy nhiên hiện tại, nỗi lo xung đột lan rộng càng ngày càng hiện rõ hơn. Chỉ trước đó mấy ngày, Ngoại trưởng Mỹ, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Đức đều đến Trung Đông để thúc đẩy nỗ lực ngoại giao. Quân đội Israel hôm 7 tháng 1 cảnh báo về một cuộc chiến khác sau khi cho biết phong trào Hezbollah ở Lebanon đã tấn công một căn cứ kiểm soát không lưu của nước này. Căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Israel-Lebanon khiến sứ mệnh ngoại giao của Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken tại Trung Đông thêm phần cấp thiết và phức tạp. Phát biểu tại Qatar hôm 7 tháng 1, ông Blinken cảnh báo nguy cơ của xung đột mới này gây nhiều bất ổn an ninh và đau khổ hơn. Qatar và Jordan là các chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ. Tại Jordan, cùng ngày, quốc vương Abdullah thúc giục ông Blinken sử dụng ảnh hưởng của Mỹ đối với Israel để thúc ép một lệnh ngừng bắn tức thì tại dải Gaza. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ả Rập Saudi là những điểm đến tiếp theo của ông Blinken trong ngày 8 tháng 1. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến đến Israel và Ai Cập. Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza, bước vào tháng thứ tư, tình trạng leo thang đụng độ giữa Israel và phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn làm phức tạp thêm nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn xung đột lan rộng tại khu vực. Về lực lượng Houthi, trước khi nổ ra cuộc không kích hôm 11 tháng 1, Mỹ cũng đã có các hành động nhằm nỗ lực ngăn chặn xung đột. Tháng 12 năm 2023, Mỹ cho biết Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào 10 tàu vận tải thương mại có liên hệ với hàng chục quốc gia. Động thái này làm gián đoạn đáng kể tuyến đường vận tải biển quan trọng khi khiến một số tàu phải đổi lộ trình và gánh thêm chi phí. Để đối phó, Mỹ đã thông báo lập một liên minh quốc tế để tuần tra và bảo vệ tàu hàng khỏi các cuộc tấn công của Houthi. Động thái này diễn ra sau khi nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo bắn từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen làm hư hại một số tàu đi qua Biển Đỏ. Điều này khiến nhiều công ty vận tải biển phải yêu cầu tàu của họ tạm dừng hành trình, không đi qua eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi tình hình được giải quyết. Đây là một thách thức quốc tế, đòi hỏi phải có hành động tập thể. Vì vậy hôm nay, tôi tuyên bố thành lập chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng, một sáng kiến an ninh đa quốc gia mới quan trọng. Ông Austin nói, theo tuyên bố chính thức, 10 quốc gia tham gia là Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha. Một quan chức quốc phòng giấu tên nói với AP rằng một số quốc gia khác cũng đã đồng ý tham gia nhưng không muốn nêu tên. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.